Hey yo, lại là mình Vinh Nguyễn đến quay lại với các bạn rồi đây. Ây da. Thì sau một tuần mình bị dính những cái thủy đậu. Mình sẽ không làm video được bởi vì mình phải chiến đấu lại những cái nốt nổi trên cả thân thể của mình. Và nó rất là khó khăn để mình thể vượt qua nó trong những ngày vừa qua. Nhưng không sao, tất cả mọi chuyện đã qua rồi và mình lại quay trở lại với chuyên mục Monday Q&A để hướng dẫn giúp đỡ cho các bạn chinh phục bộ môn breaking này tốt hơn. Tuần vừa rồi các bạn đã hỏi mình về cách để tập side freeze cũng như là một vài câu hỏi về macaco, làm sao để bật hai chân được và bị bật nghiêng qua rồi không bật thẳng được. Và tiếp theo là có một bài hỏi động tác về frog freeze kia thế cũng ít. Rồi mình sẽ đi qua lần lượt từng cái một. Đầu tiên là với động tác side freeze. Side freeze thì chủ yếu những cái phần lực nó đặt ở đâu? Thứ nhất, đặt ở cổ tay của mình. Ok, chắc chắn bạn sẽ thấy khi bạn tập side freeze thì mình hay làm bất kỳ một cái ke nào hay bất kỳ một cái freeze nào thì mình đều cảm nhận cái cổ tay mình sẽ hơi đau một tí xíu. Nhưng trọng lực nó khối lượng cơ thể chỉ đều ở cổ tay. Rồi ở bước này nếu như bạn nào vẫn còn cảm thấy đau cổ tay thì đừng tập quá nặng ha, hay là đang tập ke mà thấy cổ tay đau thì nghỉ lại, nghỉ một chút 5-10 phút cổ tay đỡ đau rồi tập tiếp ha. Lực sẽ dùng vào cổ tay, phần vai, đây phần vai là phần này, alright, phần vai là phần này, móc tay thì để tập side free như thế này. Rồi nếu bạn cảm nhận được ha, mình sẽ gồng phần này lên thì mình sẽ thấy một phần cơ cổ mình sẽ làm việc. Alright. Rồi vị trí đặt đầu nằm ở đâu để sao cho cái tay của mình được có ép như thế này ha, xuống sàn không bị thế kèm bị xấu, thì cái vị trí đặt đầu của mình là sẽ ở đây. À, có thể là từ anh phải thể chỉ các bạn là từ thái dương, ngay đây thấy đây thái dương, mình lùi về sau một tí xíu cái phần nổi nổ lên chỗ đây ha, thì đó là phần để mình đặt vị trí đầu xuống để mình có cái thế kè tốt. Ok, đó là vị trí mình đặt lực. Rồi để tập side freeze thì cái phần cơ kho của mình còn phải khỏe, và anh đã nói nhiều lần các bạn rồi, bất kỳ thế kè nào, bất kỳ một động tác nào trong breaking đều yêu cầu rất nhiều về cơ. Đặc biệt là phần cơ bụng ha, phần cơ bụng và cơ lưng dưới, thì các bạn hãy tập bất kỳ bài tập nào khỏe về phần cơ bụng, ví dụ gập bụng, plank, push up, các bạn có thể tìm được rất nhiều bài tập này trên YouTube và hãy lựa chọn một bài nào bài tập phù hợp nhất với các bạn, tại vì những bài tập của anh có thể chỉ phù hợp với anh thôi và không phù hợp với các bạn, thì hãy nghiên cứu và xem bài tập nào thích hợp với các bạn để rèn luyện được phần core nhé. Rồi mình sẽ tiến vào tập side freeze. Tập side freeze thì mình sẽ để tay ha, những ngón tay hướng về phía sau, mình sẽ không đặt tay thế này ha, không đặt tay thẳng như thế này, mình sẽ đặt như thế này ha, hướng mu tay về sau, sau đó để phần bụng của mình ha, phần bụng, tuy là phần bụng này, phần bụng thì có nhiều chỗ đúng không này, thì phần bụng của anh nói tức là từ đây ha, các bạn thử từ giữa ha, để dịch qua bên thì đây là phần bụng ha, mà anh sẽ để tay vào, để vào vị trí freeze. Rồi sau đó đặt đầu xuống chỗ này, nếu các bạn thấy nặng đừng mỗi nhấc chân lên ha, tập làm quen với vị trí này trước. Ok, để các bạn làm quen với phần lực đặt lên vai và phần cùi chỏ tiếp xúc với lại phần cơ bụng của mình, để làm quen phần này trước ha, sau đó mình mới tập tiếp tục side freeze. Nếu như các bạn vẫn chưa qua được bước này thì đừng có vội vàng, hãy dừng lại bước này, tập bước này trong khoảng 4-5 ngày tiếp theo cho tới khi bạn quen, thực sự quen rồi, cảm thấy không còn đau nữa và cảm thấy lực đặt lên đây là khá là thoải mái thì bắt đầu bước tiếp theo là mình sẽ nhấc một chân lên như thế này ha, các bạn có thể luyện tập thế này ha, đưa chân lên xuống, lên xuống quen sức nặng. Rồi sau đó bạn cứ đặt thế này, giữ trong tư thế này khoảng 10 giây, bấm đồng hồ ha, bạn thể bấm đồng hồ trên điện thoại của mình trong 10 giây. Và nếu mà cảm thấy cơ thể của mình vẫn còn trong thoải mái, hít thở bình thường, nói chuyện được, giữ được thăng bằng thế này, thì đây là các bạn đã hoàn thành sau khoảng được 50% chặng đường. Ok. Rồi 50% chặng đường tiếp theo, nửa phần đường còn lại là nhấc chân còn lại lên ha. Mình vẫn vào side free như bình thường, nhấc một chân này. Rồi tất cả tay đầu và tay chủ của này giữ thật chắc, gồng lên và nhấc chân này lên. Ok, và sau đó các bạn sẽ được side freeze, một động tác hỗ trợ rất tốt cho các kéo và những động tác sau này.
Rồi khi các bạn nhấc chân còn lại lên nó sẽ rất là khó khăn bởi vì rất là nặng. Nên là nếu các bạn chưa nhấc được chân lên thì hãy tập những bài tập cho cơ bụng, plank, gập bụng để bài tập hỗ trợ cho nó. Đồng thời khi mà lên side freeze các bạn có thể nhấc 1, 2 nhấc từ từ, nhấc cho cơ thể mình quen được với sức nặng đó. Và sau khi tập như thế quen rồi thì các bạn thử nhấc hẳn cái chân lên ha, nhấc hẳn cái chân mình lên và xem giữ được bao nhiêu giây. Động tác tiêu chuẩn một cái freeze tốt là các bạn phải giữ được tầm khoảng 4 giây ha, trong đầu phải nhớ được ok lên freeze 1, 2, 3, 4. Ví dụ như thế này side freeze ha, mình phải nhìn trong đầu được 1, 2, 3, 4 ha, mình kiểm soát được như vậy thì mới gọi là một cái kè tốt. Alright, đây là động tác side freeze. Khi anh hy vọng các bạn sẽ tập luyện thành thục được bước này. Chú ý những điểm cho anh, cổ tay ha, mới tập cổ tay đau thì đừng tập liên tục, nghỉ 5-10 phút cổ tay đỡ đau thì tập tiếp. Chú ý những cái phần cơ như cơ vai ha, cơ trap ở đây cùng với phần cơ core. Nếu như các bạn chưa khỏe hãy luyện tập những phần mũi cơ để các bạn trước khi ha, tập trước sau đó mình mới thực hiện bước side freeze này ha. Side freeze thì anh chia nhỏ ra 3 bước. Bước thứ nhất đặt xuống ha, là quay với sức nặng. Rồi bước thứ hai thì giơ một chân lên ha. Và bước thứ ba là nhấc chân còn lại lên. Là với 3 bước này anh hy vọng các bạn sẽ làm được side freeze. Ok, và tiếp theo anh sẵn đây nói về kê thì anh cũng sẽ nói về frog freeze luôn ha. Frog freeze đây là kê con ếch hay là trong tư thế yoga người ta gọi là tư thế con quạ. Ok, nếu bạn đang tập yoga bạn sẽ biết tư thế này. Rồi, đây là một tư thế khá là khó làm. Tại vì sao nó khó? Tại vì nó yêu cầu rất nhiều sức khỏe ở phần cơ này ha, phần cơ tay sau của mình. Rồi, và nếu như các bạn nào bị trượt tay như thế này thì anh không rõ là tay này có bị ra mồ hôi nhiều hay không. Nếu có thì các bạn có thể đeo găng tay vào hay là một động tác nào đấy để tay mình khô hơn. Rồi, hoặc là các bạn có thể bấu lại ha, dùng năm ngón tay hay là bấu lại cái sàn thế này để tay mình có thể trượt đi. Rồi, để tập động tác kê con cóc hay là tư thế con quạ trong yoga thì đầu tiên mình ngồi tư thế rồi cái này chủ yếu cái điểm mấu chốt của động tác này đó là phần đầu gối của mình sẽ đặt lên ở đây của cùi chỏ ha, hai cái đầu gối mình sẽ đặt lên vị trí này của hai cái cùi chỏ. Alright, và nó sẽ thế này ha, đặt ở phía trước, đừng để tay rộng quá ha, rộng ngang bằng vai thôi đây. Và sau đó mình nhấc lên, thử ngồi vị trí này trước, khoan nhấc chân lên nha. Ok, như thế này thôi, tức là mình thử dồn trọng lực, dồn khối lượng cơ thể mình về phía trước, cảm nhận độ nặng trước. Ok, cảm nhận độ nặng và đặt tay đặt đầu gối vào cái cùi chỏ đó như thế này. Ok, và sẽ thấy rất là nặng đó ha, sẽ thấy rất là nặng ở phần cơ tay sau cũng như là hai phần cơ cổ, bạn sẽ cảm thấy gồng lên rất là nhiều. Nên là để tập kêu ít này thì cứ đổ dồn trọng lực cơ thể trước, khoan hãy nhấc chân lên như sau, tay đặt trước, hai đầu gối và cùi chỏ giữ tư thế này. Ok ha, sao cho tay mình đừng rung lắc, người đừng rung lắc ha, cổ chúi xuống thế này. Ok, khi nào mình đã quen rồi thì bắt đầu nhấc chân lên. Ok, rồi làm lần nữa nhé. Động tác này thực ra khá là đơn giản. Nếu như các bạn có tập bổ trợ cho phần cơ tay của mình, hoàn toàn cái này chỉ dựa vào thể lực các bạn thôi, không có gì là tricky, không có gì là bí thuật bí mật ở đây cả ha. Chỉ là cầu gối lên cùi chỏ, dù người về phía trước như sau ha, tay vào vị trí và dù người về phía trước. Ok, như thế này. Right. Thì khi mà mình lên cái vị trí tư thế kê đó thì các bạn sẽ, nếu mình chưa quen, chắc chắn là bạn lần đầu tiên mà sẽ chưa quen và cảm thấy là mình mất thăng bằng. Nhưng động tác này trong yoga là tư thế con quạ, chủ yếu là để bạn xây dựng sự cân bằng đó. Nên là hãy dành thời gian kiên trì với nó, 1 tuần, 2 tuần chưa được thì 3 tuần, 4 tuần, 1 tháng, 2 tháng không sao cả. Cách làm chỉ đơn giản là như thế, đặt tay xuống để cùi chỏ và phần để đầu gối phần cùi chỏ,
cảm thấy độ nặng dồn xuống. Khi mình cảm thấy mình quen rồi thì bắt đầu nhấc chân lên. À, mình lặp lại một lần nữa. Tay đầu bằng vai, hai chân ở vị trí của cùi chỏ, dồn sức nặng lên phía trước, nhấc chân lên. Ok. Và mình có frog freeze. Ok. Và đó, mình đã đi qua hai thế kê rồi, đó là side flip và frog freeze. Tiếp theo, anh có một vài gợi ý cho các bạn tập macaco đây. Nếu như các bạn búng còn bị nghiêng thì chứng tỏ là khi các bạn búng lên, cái cơ bụng các bạn chưa búng lên hết để các bạn thể rất thẳng qua, mà cơ bụng các bạn mới búng nhiều một phần thôi, và sau đó các bạn dùng được chân các bạn ráng đá cho nó qua thì chắc chắn các bạn sẽ bị nghiêng. Vậy thì các bạn có thể tập một bài tập về cơ bụng đơn giản như sau. Ở đây ok, ở đây ví dụ thế này các bạn, và vị trí này ha, một bài tập hỗ trợ để tập cơ bụng. Các bạn như thế này lên ha, các bạn thấy phần cơ bụng này mình gồng. Ok, và sau đó bắt đầu lắc người 1 2 với cơ bụng giữ vị trí đó ha. Các bạn làm thế này khoảng 20 lần một set ha, các bạn làm 3 set như vậy ha, để nó bổ trợ cơ bụng tốt hơn. Bạn nào khỏe thì có thể làm nhiều hơn, 40-50 cái một set, làm 3 set hoặc là 4 set tùy các bạn ha, tùy vào thể trạng của các bạn. Tiếp theo là động tác này, các bạn lót cái bàn tay của mình ha dưới một như thế xong, rồi ngã người xíu, hai tay đưa, hai chân đưa lên này và bắt đầu đập như tập bơi đó, đúng rồi. Ok, thì mình sẽ thấy cơ bụng mình đang bị right. Các bạn có thể đếm số giây, ví dụ như là 40-50 giây một set và làm 3 set như vậy. Ok, đó là hai bài tập mình lúc mới tập breaking mình áp dụng vào trong cái quá trình tập của mình, mình thấy rất là hiệu quả và mình chia sẻ với các bạn. Thì khi mà cái cơ bụng các bạn đã khỏe rồi thì các bạn tập macaco ha, búng thẳng người lên ha, dùng lực cơ bụng là pum, à như một vụ nổ pum rớt xuống, thì các bạn sẽ làm được chân thẳng thôi. Ví dụ đấy, còn nếu như mà cơ bụng của mình không khỏe thì nó sẽ như ha, mình sẽ cố gắng đá chân qua mình sẽ bị nghiêng. Nhưng mà nếu cơ bụng mình khỏe rồi, mình kiểm soát được nó, mình kiểm soát được lực nó thì mình sẽ qua thẳng, nó sẽ đơn giản hơn. Ok, rồi lần nữa nha, đặt tay xuống đứng cực trên. Ok, và đó là chuyên mục Monday Q&A hôm nay, side freeze, frog freeze, macaco. Chúc các bạn tập luyện hiệu quả nhé, chúc các bạn tập và đến năm mới rồi, anh hy vọng ha, mình hy vọng các bạn sẽ chinh phục được nhiều bước nhảy mới hơn, phong cách hơn và sẽ sớm được chinh phục bộ môn này. Ok, happy new year. Yo yo.